Em đang phát live, cầm em như này, anh cứ cầm như này được. Đừng đừng cầm vào màn hình. Em phát live hay là không thuận. Anh có cái quên mang cái thước ở đây. Quên mang thước đi. Đã có ai vào xem chưa? Chào bạn Trần Anh Tuấn. Chờ lát. Dây điện đang nằm thòng. Ừ, nói chuyện đi, chào các bạn đi. Ừ. Rồi, mang em cầm chưa? Anh cầm, anh không nói năng gì, các bạn chạy hết. Xin chào bạn Khương Hà, chào 490, chào tất cả các bác đang xem live stream của em. Mọi người vừa rồi, mọi người có nhiều người hỏi em là có cái dòng mộc hương to không để lấy mấy chục cây về trồng. Thì đây là cây mộc hương hàng choai choai này. Hàng choai choai nhá. Hàng này cao cây nó vào khoảng 1m3, 1m4, 1m5, 1m3, trung bình nó sẽ cao 1m3, 1m4 ạ. Hàng này cao trung bình nó sẽ cao 1m3 đến 1m4. Cao 1m3 đến 1m4 nhá các bác nhá. Cây nào nhỏ quá thì sẽ bỏ ra. Hàng này sẽ bán theo luống. Em nhận bán theo luống cao cây từ 1m3, 1m4. Đấy, cây rất là đẹp, hoa chi chít luôn. Và vườn thơm ngát luôn đấy ạ. Hoa đấy nhá, hoa mộc hương ta, hoa vàng, hoa như nào thì đây em quay sát hoa cho mọi người xem. Để cho các bác chưa được ngắm hoa mộc thì các bác thưởng thức luôn. Đây là cây này nó đang vào độ rộ hoa, nó sắp tàn rồi. Mấy nữa nó tàn. Bây giờ hôm nay em quay thì khoảng tầm 10 hôm nữa, khoảng 7 đến 10 hôm nữa là thì mọi người nhìn bông hoa nó gần tàn rồi. Mấy hôm trước là hôm Tết nó nở rộ, hôm Tết đấy. Em quay sát cho mọi người xem đấy, hoa mộc đây, hoa mộc hương ta hoa vàng nó như thế nào thì đây là mộc hương ta hoa vàng đấy ạ. Màu vàng nhạt rất là đẹp, rất là xinh luôn. Tuân đâu em? Bạn Tuân bạn ấy ngủ rồi ạ. Đây, hoa rất là đẹp luôn nhá. Em quay sát luôn. Vào vườn mộc hương đây, hàng choai choai, hàng choai choai thì các bác thích hàng choai choai các bác trồng cho nó nhanh. Đấy. Hàng này thì em đang bán xỉ giá là 300k nhá mọi người nhá. Xỉ giá 300k một cây. Đây ạ. Cây rất là đẹp luôn, cây sum đẹp. Hàng này bán xỉ giá là 300k một cây nhá. Hàng này hàng mộc bụi nhá, hàng mộc bụi nhá. Hàng mộc bụi nhá, giá là 300k một cây nhá mọi người nhá. Cây rất là đẹp, rất là xinh luôn. Rất là đẹp, rất là xinh. Có cây thoát thân tầm 1m không? Có hàng thoát thân 1m thì bạn qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Giá xỉ là 300k một cây nhá. Giá xỉ là 300k. Giá xỉ là 300k. Mọi người mua từ 20 cây, 30 cây này em sẽ tính cho mọi người giá xỉ rồi. Một luống này là có 29 cây thì mọi người lấy cho em hết một luống nhá. Một luống là có khoảng 29 cây. Thì là em sẽ bán một luống một đi. Một luống một là có 29 cây thì mọi người mua sẽ được giá là 300k một cây. Cảm ơn anh Quỳnh Ken 38 đã gửi tặng em bông hoa. Giống cây chè thế. Đây là lá mộc đi nhá. Đây là lá mộc đây. Đấy, lá mộc đấy ạ. Giống... một luống là có một luống của em là có 28 đến 29 cây nhá, thì em sẽ bán theo luống. Em sẽ bán theo luống, bạn nào lấy luống nào sẽ lấy hết luống đấy cho em. Lấy luống nào là lấy hết luống đấy cho em. Cây rất là đẹp luôn. Vườn ở đâu thế em? Em ở Văn Giang Hưng Yên nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Em ở Văn Giang Hưng Yên. Lẻ sao ạ? Lẻ 500k nhá. Lẻ 500k một cây. Lẻ 500k. Bác nào mua hàng thì các bác qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Bây giờ em đang phát live stream nên là em không nghe điện thoại được, nên mọi người đừng gọi tầm này nhá. Mọi người ai mà đang xem live của em thì đừng gọi tầm này. Mọi người em đang phát live, mọi người đừng gọi nhá. Mọi người mua, mọi người cứ nhắn tin vào Zalo cho em là lát em sẽ trả lời. Lát em sẽ trả lời mọi người. Đây, cây rất là đẹp này. Cây rất là đẹp luôn.
Mộc hương ta hoa vàng nhá, mọi người nhìn này, cây mộc hương ta này hoa nó rất là sai và đẹp này. Hoa nó rất sai mọi người nhìn nhá. Đó là mộc hương ta nên hoa nó sai dã man luôn. Bây giờ em đang phát live nên là em không trả lời mọi người được. Em lấy 3 cây nhé. Ok bạn Trương Vương. Bạn Trương Vương ơi, bạn mua mộc thì bạn qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214. Các bạn mua các bạn cứ nhắn tin nhá. Các bạn cứ nhắn tin cho mình thì lát mình sẽ trả lời ạ. 300k một cây. 300k một cây, mọi người mua thì mọi người qua Zalo cho em. Hàng này thì hàng này em đánh theo luống nhá. Hàng này em đánh theo luống thôi, mọi người lấy một luống là 29 cây. 29 cây nhá. Mọi người qua mua cho em một luống là 29 cây. Một luống là từ 28 đến 29 cây thì mọi người mua luống nào, mọi người lấy luống nào là đánh hết luống đấy cho em mà được ạ. Lấy luống nào đánh hết luống đấy cho em mà được ạ. Có 29 cây một luống thôi. Cây rất là đẹp luôn. Giá trị 300k một cây nha. Cao cây thì 1m3 đến 1m4. Cao cây 1m3 đến 1m4. Trung bình đa số nó là nó sẽ là 1m4 đấy ạ. Đa số nó sẽ là 1m4. Cao cây 1m3 đến 1m4. Em nhận tảng 1m3 đến 1m4. Nhưng mà đa số nó sẽ cao hơn cái 1m3 luôn. Chỉ một vài cây đó là cây nhỏ thôi, bị tức là bị một vài cây là cây ngót thôi. Trong một luống chắc bị 1 đến 2 cây. Còn đa số đều là cây đẹp ạ. Mộc hương ta nhá, mộc hương ta hoa vàng nhá. Hàng mộc bụi nhá, bác nào muốn muốn trồng mộc bụi này thì alo cho em nhá. Nhiều bác thích bụi mà, bụi này nó sum mà to á. Nó sum mà to sẵn luôn rồi. Có bán lẻ 2 cây không? Có nhá, lẻ là 500k một cây ạ. Ai mua lẻ thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Mai em sẽ cho đánh thử một luống về luôn ạ. Mai em sẽ cho đánh một luống về luôn. Bác nào mua lẻ thì qua Zalo giúp em nhá, qua Zalo giúp em. Mộc ta hoa vàng đây ạ. Bác nào mua thì qua Zalo giúp em nhá, qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em. 0969162214 ạ. Ngày mai em sẽ đánh một luống trước nhá. Ngày mai em sẽ đánh mẫu một luống trước cho mọi người xem. Em ở Văn Giang Hưng Yên nhá mọi người nhá. Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Ai quan tâm đến cái dòng mộc bụi này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Cây rất là đẹp luôn. Quá thơm luôn, chứ không phải thơm, em đang thơm đang đứng ở vườn mộc mà hoa nó đang đúng cái độ nó hoa nó lở rộ thơm ngát luôn đấy ạ. Ngày mai em sẽ đánh nhá, ngày mai em sẽ đánh một luống. Ngày mai em sẽ đánh hai luống đi. Ngày mai em đánh hai luống. Ai mua thì các bạn nhắn tin vào Zalo em, bây giờ em đang phát live thì em không trả lời tin nhắn được của mọi người được. Mọi người cứ nhắn vào Zalo cho em số điện thoại của em ấy. Nhắn tin để lại thông tin địa chỉ số điện thoại là nát em sẽ tự liên hệ với mọi người nhá. Lát mọi người cứ nhắn tin địa chỉ số điện thoại xong lát em sẽ nhắn, em phát like xong em sẽ nhắn tin lại cho mọi người sau ạ. Giá xỉ là 300k một cây đánh theo luống. 300k một cây. Còn bạn nào mà lấy 1 đến 2 cây thì giá là 500k một cây ạ. 300k mọi người lấy theo luống cho em nhá. Lấy theo luống. Chọn em 3 cây to đẹp nhớ. Ok bạn. Có cây một thân cao 1m, 1m4 cho anh 1-2 cây. Một thân có nhưng một thân em có cái hàng hàng một thân em có cái hàng cao 90 phân đến 1m1. Hàng một thân em có hàng cao 90 phân 1m1. Các bạn mua lẻ thì đương nhiên là em sẽ chọn cho các bạn cây to rồi. Ví dụ cây như cây này này. Đấy, nó có một cây, 1-2 cây thì đương nhiên là sẽ phải chọn cây đẹp cho các bạn rồi nên giá sẽ cao hơn các bạn mua xỉ. Các bạn ấy mua xỉ, các bạn ấy lấy cả cây to, cả cây nhỏ. Nó xô nhau ấy.
cho mình xem cây một thân nào bạn ơi. Ok, chờ em nát, nát em quay cây một thân cho mọi người nhá. Nát em quay cây một thân cho mọi người ạ. Chờ em nát. Ok, quay xong rồi nhá. Quay xong, quay sơ sơ rồi nhá. Nát em up ảnh lên trên trang nhá. Nát em up ảnh lên trên trang Facebook của em nhá. Mọi người vào xem nhá. Cho một cây nhé. Ok, Dung Nguyễn Thế. Cây này có hoa quá sai luôn. Đây là thực tế cây tại vườn đấy nhá. Cây thực tế tại vườn đấy, hoa quá sai luôn. Chuẩn mộc Hương Ta hoa vàng này. Hoa sai đẹp như này luôn. Hoa sai đẹp. Đấy. Bác nào mua thì inbox cho em nhá. Bác nào mua thì inbox vào Zalo. Số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép em tắt line đây. Mọi người mua hàng mọi người qua Zalo giúp em nhá. Qua Zalo số điện thoại là 0969162214 nhá. Bao nhiêu tiền 100 cây là... Bạn nào mua sỉ thì qua Zalo cho em đi, giá 300k một cây. Mua sỉ giá 300k một cây ạ. Cao cây từ 1m3 đến 1m4. Cao cây 1m3 và 1m4 ạ. Này, cây rất là đẹp luôn. Đây là cây mộc Hương Ta hoa vàng nhá. Mộc Hương Ta hoa vàng ạ. Mộc Hương Ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Cây rất đẹp đây ạ. Hoa sai chi chít luôn. Quay thực tế cây tại vườn đấy ạ. Cây một thân đâu rồi chị. Ở vườn này chỉ có hàng bụi thôi bạn ơi. Vườn này đang rất là nhiều hàng bụi. Nên là mình quay cái hàng bụi đấy trước. Lát mình quay hàng một thân sau. Ai quan tâm thì qua Zalo nhá. Xin phép tắt like đây. Số điện thoại của em là 0969162214 ạ. 0969162214.